Vào tháng 9 năm 2019, tại thành phố Memphis, Tennessee, đã có một đội bóng được thành lập, được ra đời. Dưới sự quản lý của anh Kenny Đặng và anh Vinh, cùng với sự cộng tác của một số anh em sống trong thành phố, cùng với sự rèn giũa, không ngừng học hỏi từ các đội bạn vòng quanh nước Mỹ. Đến nay, đội bóng cũng đã đạt được số những cái giải thưởng nhất định và những cái thành quả rất là khích lệ. Vậy bây giờ hãy cùng theo chân Thu Thương để tìm hiểu thêm về đội bóng. Hello mọi người ơi, mọi người ơi. Thu Thương đang đi vào trong một cái sân gọi là sân vận động của tất cả các đội bóng. Thì ở đây như mọi người thấy, hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp, mát mẻ thôi, không đến nỗi lạnh. Có thể ở đây có rất là nhiều đội tuyển Mỹ có, rồi Spanish có, rồi Vietnamese and China. Thu Thương không biết, Thu Thương thấy rất là nhiều đội, nhưng mà Thu Thương sẽ quay qua một vòng cho mọi người coi ha. Thấy bối cảnh ở đây, đây là sân số 14, là 14. Ở bên góc bên kia là lại có một đội, rồi bên đây lại có một đội, rồi ở góc kia lại có một đội. Nói chung là vòng quanh ở đây là có các đội bóng ở đây, phải không? Thì Thu Thương sẽ đi kiếm coi là đội tuyển Việt Nam mình nằm ở đâu, phải không mọi người? Mình đã phát hiện ra rồi. Đây, Thu Thương đang tiến vào ở trong này, gặp anh, có phải anh Vinh không ạ? Mọi người đang đứng ở đây, nãy giờ Thu Thương đi vòng vòng để kiếm đội bóng Việt Nam mình tại thành phố Memphis, Tennessee. Như anh Vinh em có giới thiệu là ở đây có rất là nhiều đội và của nhiều nước, và có thể là tháng 2 sẽ tham dự vòng chung kết gì đó ở bên cái đó là cái giải của Việt Nam thôi. Của Việt Nam, mấy tiểu bang khác giống như Dallas, Cali rồi về, mấy tiểu bang của cộng đồng Việt Nam mình, mấy tiểu bang khác về dự cái giải bên Orlando. Ở đây là chỉ có cái giải ở trong Memphis này thôi. Bên ban tổ chức Orlando, cộng đồng người Việt bên Orlando bên tổ chức. Thì đội VMSU ở Memphis của mình có tham gia. Tham gia là cũng có đội là từ ở bên Cali, như là Philadelphia có về. Là Pennsylvania, rồi tiếng Virginia, cũng nhiều đội lắm, gom lại cũng gần 20+ đội á. Là có giải 18, rồi giải over 40. Cái giải đó thì giải của riêng Việt Nam không thôi. Tại sao mà hôm nay Thu Thương cố tình đi tới đây để kiếm đội bóng Việt Nam mình tại đội bóng ở đây là tại thành phố Memphis, Tennessee của nước Mỹ? Tại sao mà Thu Thương muốn làm video này, cũng như vô tình là đi vô tự nhiên gặp thấy anh Vinh, là mọi người có biết sao không? Là bởi vì Thu Thương muốn giới thiệu tới cho mọi người thấy là tại nước Mỹ, nhưng mà những cái văn hóa về thể dục thể thao của người Việt mình ở tất cả trên thế giới nói chung, cũng như là tại thành phố Memphis, Tennessee nói riêng, chúng ta vẫn duy trì những cái văn hóa rất là đẹp đẽ. Không có phải là mình ở Việt Nam thì mình mới lưu giữ những cái văn hóa này. Thu Thương sẽ quay qua một chút xíu để cho mọi người thấy là đội bóng mình đang chơi như thế nào, để cho mọi người coi ha. Đó, chị cũng muốn nói chuyện với mấy đứa trong đội nè. Đó, cái đội Việt Nam không đó. Cái này là anh em trong đội Việt Nam không á. Cái này là giải trước của Mỹ, 8:30 mới đội Việt Nam mình bắt đầu mới đây. Bây giờ ở hiện tại bên đây là đội bạn, là đội của Mỹ. Thì ở góc bên kia là đội Việt Nam mình, các anh em đang tập dượt ha. Bữa nay trời đẹp lắm, trời đẹp lắm. Thu Thương muốn làm video này để giới thiệu tới mọi người. Thì chút xíu nữa mình đi qua bên kia, Thu Thương sẽ quay video để cho mọi người coi ha. Đây, mọi người thấy không? Đây là đội tuyển Việt Nam mình ha. Đội tuyển Việt Nam mình thì các anh cũng đang tập dượt lại, thấy không? Làm nóng không khí lên trước khi để mà vào trong trận đấu một lát á, thấy không? Mọi người thấy không? Đây, Thu Thương quay cho mọi người coi.
Hiện tại bây giờ mới có 1, 2, 3, 4, 5. Mới có 5 người thôi ha. Dạ. Đó, mọi người thấy không? Đội bên này là Mỹ chắc luôn. Hello, hello, có phải đây là đội bóng Việt Vietnamese không ạ? Yeah. Đây là có thể là sắp là mọi người chuẩn bị ra ngoài sân thi đấu ha. Thu Thương quay cái quang cảnh là các anh em chuẩn bị ra ngoài sân cho mọi người coi. Đây. No, đứng đứng ở đây là nãy giờ hồi nãy là em có quay một khúc ở bên kia rồi. Yeah. Lúc mà practice á là em có quay một chút ở bên kia rồi. Đáng lẽ chị phải mướn thêm một người cameraman nữa. Một người cầm cho chị nói thôi. Ừ. Đi vô trong này nè, vô thật này sự này. Ra nhiều lúc ổng quay em đi. Philip, can you make the video for me? Yeah. Okay. I just want to như mọi người thấy á, là ở đây Thu Thương sẽ zoom cho mọi người coi là bây giờ đang khởi động để chuẩn bị vào. Đây là đội bóng ở tại thành phố. I know. À, tất cả các anh em có thể nhìn vô đây say hi giùm Thu Thương cái không? Hi. Đây là cổ động viên của đội bóng nhà mình ha. Đây là cổ động viên. Mọi người ơi, dạ xin phép cho em đi qua khỏi các anh đẹp trai chút nha. Em xin chào anh đẹp trai nhất ở đây. Chỗ này là anh đẹp trai nhất này. Dạ, anh thấy hiện tại là Thu Thương đang livestream, nhưng mà Thu Thương cũng có làm một cái video. Dạ. Vì Thu Thương muốn giới thiệu đội bóng của mình. Dạ. Đến với tất cả các bà con vòng quanh nước Mỹ. Dạ. Biết về đội bóng ở Memphis. Dạ. Cũng như là các cô chú ở Việt Nam á. Dạ. Để hiểu về quay cái penalty kìa. Vậy hả? Dạ. Cái này hay. Cái này hay hả? Dạ. Tới gần lại, phát đen hả? Phát đen, đá phát đen mọi người. Mọi người coi đá phát đen, đá phát đen. Lại gần. Đá phát đen, đá phát đen. Đá phát đen mọi người ơi. Đang tới khúc gây cấn mọi người ơi. Em đang livestream, em không biết. 1-0. Ai thắng vậy? Ô mình thắng nha. Ngầu quá ha. Việt Nam mình vô rồi bà con. Việt Nam mình vô rồi nha. Việt Nam mình vô rồi. Bữa nay Thu Thương thắng rồi nha. Việt Nam mình vô rồi. Quay thì em cũng quay, nhưng mà anh cho em hỏi một chút xíu về đội bóng được không ạ? À? Anh Kenny có thể cho Thu Thương biết là đội bóng hiện tại là thành lập được bao lâu không ạ? Tháng 9 2019, được 3 năm rồi. Tháng 9 năm 2019. Anh Kenny là người thành lập ra đội bóng? Một nhóm, nhưng mà trong đây có Vinh và em. Anh Kenny với anh Vinh là chủ tịch. Cái người mà quản lý thôi kệ. Nói đại khái là thôi, nói sếp đại đi, sếp đi. Sếp quản lý đội bóng đi, sếp quản lý đội bóng. Dạ. Dạ. Thì thôi kệ, nó chủ tịch thì sếp gì cũng vậy hết ha. Thì nói chung là quản lý đội bóng, ngoài cái chuyện mà quản lý đội bóng thì cũng là có để mà nuôi cho những
cái thế hệ giống như các em sau này đó, mình duy trì á, là những cái lớp trẻ đi vô, cái lớp lớn mà có đi ra thì lớp trẻ đi vô, để duy trì cái đội bóng này, có nghĩa là luôn luôn ở Memphis, tại thành phố Memphis, Tennessee, mình luôn luôn cố gắng lưu giữ cái đội bóng, phải không anh? Dạ, dạ. Dạ. Thì đầu tiên là tụi em đi năm 2018, tụi em đi tham gia ở bên Nashville, Tennessee để mà đá giải. Thì lần đầu tiên em cũng đi đá giải là cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của em luôn á. Thì thật ra thì em không có rành gì đá bóng. Không rành về mà sao đam mê tới nỗi mà thành lập ra một đội bóng vậy? Nhưng mà em đi chơi những tiểu bang khác á, thì em thấy tại sao những cái tiểu bang khác á, người ta tạo ra được cái đội bóng của những cái khu vực cho riêng cho người Việt mình, và tại sao Memphis mình thì mình không làm được. Dạ. Thì anh về thì mình có cho cái ý kiến thì nói với Vinh, thì bây giờ mình thử đi. Thì Vinh với anh Đình này cũng từng nói là cũng từng thử nhưng mà rất là khó, tại vì Việt Nam mình nó hơi khó để mà cái công việc đồ này nọ rồi rất là khó. Nhưng mà cố gắng buổi ban đầu thì cho tới ngày hôm nay thì tính ra thì cái đội tương đối là được vững, hơi vững. Thì mỗi năm vậy, bây giờ là mình một năm vậy mình đá được hai trận giải ở Memphis này. Thì một trận như vậy đó thì có 16 đội tham gia, thì trong đó có Mỹ, Cuba rồi mình đá chung với họ. Thì mấy mùa liên tiếp, mùa nào mình cũng được vô vòng trong. Anh hơi cầm cái mic giùm em chút. Dạ, mình cũng được vô vòng trong, mình cũng được đá playoff. Em rồi còn đá về chuyên bang đó thì tham gia cũng được 4-5 lần rồi ở những tiểu bang khác như là Houston, Dallas hoặc là Mississippi, Nashville, Orlando, nói chung cũng tham gia nhiều. Và giải sắp tới nữa nè, cũng chuẩn bị để tham gia ở đội Orlando là tháng 2 sắp tới này. Em nghe nói ở Orlando tháng 2 này là tất cả các tiểu bang nhưng mà là của người Việt mình tham gia vòng quanh nước Mỹ đó, đúng không anh? Thì cái đó là mình đã, cái đó là mình chỉ có tham gia chỉ là người Việt thôi, chứ không có là người Việt only á. Tuy là chỉ là một tháng 2 sắp tới chỉ là duy nhất của những người Việt thôi, người Việt, nhưng mà dù sao để cho mọi người thấy là đó cũng là một cái giải mà coi như là vòng quanh tất cả người Việt vòng quanh nước Mỹ ha, đều tham gia cái giải đó. Là tại vì sao? Để cho có nghĩa là mình tuy sống ở nước ngoài nhưng vẫn duy trì những cái văn hóa, thí dụ như là giải bóng đá của mình, của người Việt là toàn nước Mỹ, hoặc là có những cái giải là giống như là thi sắc đẹp hoa hậu người Việt cũng toàn nước Mỹ, có những cái giải. Ai vậy? Ai vô nữa rồi? À, chưa vô hả? Chưa vô á? Hồi hộp quá. Mình vẫn dẫn đầu. Thì để cho mọi người thấy là tất cả các bộ môn, từ bóng đá hay là thể thao hay là văn nghệ, người Việt mình sống vòng quanh nước Mỹ vẫn duy trì những cái bản sắc văn hóa ở bên Việt Nam. Ha, thấy không? Mỹ hay Việt Nam gì thì mọi người vẫn thấy tất cả mọi cái ở đây vẫn duy trì, vẫn rất là đẹp đẽ. Quay sơ cái sân bóng cho mọi người coi là các anh đang chơi ha. Mọi người coi ha. Ảnh nôn nóng quá, ảnh nôn nóng quá. Ảnh la khí thế luôn, ảnh la khí thế luôn. Em đang nói xấu anh. Em chào anh Thanh Sơn Đặng, Thu Thương chào Nguyễn Thanh Lam. Em chào tất cả mọi người, em cố tình quay để cho mọi người thấy là bữa nay trời thì cũng hơi lạnh lạnh. Đó. Đây, những người cổ vũ động viên đang ở đây. Trẻ ha, con trẻ tuổi mà.
cái tội nghiệp không? Phải chăm sóc cho vận động viên. Trải qua rất là nhiều khó khăn và khổ cực, nhưng dù sao cũng chúc cho tất cả các anh, các em có thêm nhiều nghị lực và niềm tin, sức khỏe và sẽ chiến thắng, gặt được thật nhiều chiến thắng trong tương lai ha. Xin kính chúc tất cả đội bóng của chúng ta sẽ đạt được những thành công thật là mỹ mãn và tốt đẹp trong tương lai. Thôi, giới thiệu sơ sơ cho mọi người biết, đi tới đâu cũng quay sơ sơ cho mọi người biết. Cảm ơn tình cảm của tất cả các cô chú, anh chị, các bạn. Thôi, giờ Thu Thương ngồi, Thu Thương coi bóng đá nha. Bye bye mọi người nha, bye bye mọi người.